Xin chào mọi người, ngày hôm nay có mọi người thế nào? Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về dự án GameFi P2E mới ra mắt với tên gọi là Lulu Market. Cá nhân mình thấy game này vô cùng thú vị vì nó không chỉ giống các game P2E khác mà nó còn có thể kết hợp với blockchain và cho phép trao đổi lấy hàng hóa thực. Bạn có thể thắc mắc tại sao lại trao đổi lấy hàng hóa thực? Để trả lời cho câu hỏi đó, mình cùng nhau tìm hiểu Lulu Market là gì và nó hoạt động như thế nào. Lulu Market là một GameFi theo hướng cộng đồng được xây dựng với mục đích tạo nên một mô hình kinh tế bền vững, phục vụ không gian tự nhiên của Lulu Market bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa Metaverse và thế giới thực. Người chơi có thể tham gia vào DAO, stake để kiếm lời và đổi lấy hàng hóa thực từ game. Lulu Game là game nông trại với nhiều chức năng khác nhau cho phép người chơi trải nghiệm thị trường giao dịch hàng hóa thực. Trong đó, người chơi có thể trồng trọt, thu hoạch, trao đổi để kiếm lời. Ngoài ra, game còn đem lại cho người chơi trải nghiệm sở hữu, thu mua và trao đổi nguyên liệu thô mà họ kiếm được trong game và đóng góp vào hệ sinh thái chung, trao đổi nguyên liệu đó trên thị trường game hoặc trực tiếp đổi lấy hàng hóa thực. Đội ngũ của Lulu Market vẫn đang và sẽ phát triển thêm nhiều chức năng khác, trong đó sẽ có chức năng người chơi tự trao đổi với nhau. Sau đây mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về các nhân vật trong Lulu Market. Trong Lulu Market sẽ có tổng cộng 7 nhân vật, bao gồm nông dân, thợ đào, nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà bán buôn, ngân hàng và người phòng hộ. Mỗi một nhân vật sẽ có những đặc điểm và nhiệm vụ khác nhau. Trong giai đoạn 1 sẽ chỉ xuất hiện 4 nhân vật sau: nông dân, nhà bán lẻ, thợ đào và nhà sản xuất. Nhân vật chính trong game sẽ là nông dân. Nhiệm vụ của nông dân là trồng trọt và bán những thành phẩm mà mình thu hoạch được cho nhà bán lẻ. Nhà bán lẻ sẽ là người tập hợp tất cả những thành phẩm lại với nhau. Ví dụ, sau khi nông dân trồng nho, nho đó có thể sử dụng để tạo thành rượu vang. Nông dân cũng có thể bán những thành phẩm rượu vang NFT đó để lấy tiền hoặc đổi lấy sản phẩm thực tế. Điều này thực tế hơn nhiều khi bạn có thể biến crypto trở thành hàng hóa thực. Và đó cũng chính là sứ mệnh mà team Lulu Market đang thực hiện, việc kết nối giữa blockchain và thế giới thực. Về đất, đất của Lulu Market là tài sản hiếm và có giới hạn. Đất được chia thành 6 loại và 5 cấp độ: rừng, sông, đồng bằng, núi, đảo và sa mạc. Mỗi loại đất sẽ có 5 cấp độ, từ 3S, 2S, S, A, B. Sự khác nhau sẽ nằm ở độ hiếm. Ok, bắt đầu vào việc chơi game. Hôm nay mình sẽ đóng vai là nông dân trong Lulu Game. Để bắt tay vào việc, chúng ta sẽ cần phải min mảnh đất. Đất trong Lulu Game là một dạng của hộp bí ẩn NFT. Bạn có thể min từ sàn Binance hoặc min trực tiếp từ trang web của Lulu Market. Bạn có thể thấy từ trang web chính thức, Lulu Market sẽ có một chiến dịch giới hạn về thời gian và đất sẽ nằm ở trong các hộp bí mật đó. Nếu bạn không có đất, đừng lo lắng, Lulu Market mới thêm chức năng mới khi mà bạn vẫn có thể nhận được thu hoạch. Mình cũng giải thích điều này hơn sau, điều này ở sau. Mình sẽ bắt đầu với điều kiện là mình sẽ phải min mảnh đất. Một khi đã có đất, chúng ta sẽ tiến hành mua hạt giống. Hiện tại, trong game mới chỉ có hạt giống nho, Lulu Market sẽ thêm nhiều lựa chọn hơn trong tương lai. Sau khi chọn hạt giống, chúng ta sẽ cần chờ một chút để thu hoạch. Chúng ta có thể kiếm được đồng lắc từ việc thu hoạch. Sản phẩm sau khi thu hoạch sẽ có thể bán trên thị trường và dùng để nâng cấp đất. Nếu bạn chọn bán trên thị trường, thì thương nhân sẽ là người tiến hành giao dịch. Thương nhân ở đây chính là nhà bán lẻ. Họ sẽ mua sản phẩm mà nông dân thu hoạch được, sau đó tập hợp lại thành hàng hóa thực, ví dụ là chai rượu vang. Bạn cũng có thể dùng sản phẩm đó để giao dịch trên sàn NFT. Ok, bây giờ bạn nào có đất và có hạt giống, đã đến lúc tìm hiểu việc trồng như thế nào. Ở đây sẽ có 3 chế độ chơi. Có 3 chế độ trồng mà bạn có thể tự do lựa chọn: gió BTC, mưa ETH hoặc hash ngẫu nhiên ở bên trái màn hình. Cùng xem chế độ gió BTC trước. Bạn có thể thấy ở đây, gió BTC chính là giá trị thật của thị trường giao dịch Bitcoin. Chúng ta có thể chọn gió mạnh, gió yếu. Nếu bạn chọn gió mạnh, điều đó có nghĩa là trong 1 phút tới, chúng ta sẽ thắng nếu Bitcoin cao hơn giá tại thời điểm mà chúng ta bắt đầu trồng. Nếu như thấp hơn, thì bạn sẽ thu hoạch kém. Bây giờ mình sẽ cùng nhau tiến hành trồng. Tiến hành mua hạt. Thời gian trồng ở đây sẽ là 1 phút. Mình sẽ chọn gió mạnh. Chế độ mưa ETH cũng như vậy.
Thế còn chế độ hash ngẫu nhiên? Chế độ hash ngẫu nhiên chính là việc bạn để vận may xác định thu hoạch của mình. Mình cùng chờ xem kết quả thu hoạch tốt hay thu hoạch kém. Ở đây mình sẽ có 3 kết quả: thu hoạch tuyệt vời, thu hoạch tốt và thu hoạch kém. Bên cạnh việc bạn có thể tự trồng, chúng ta cũng có thể đi thuê đất từ người khác hoặc đi làm thuê. Đổi lại, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng. Đơn giản là bạn click vào mục offer của tôi, click vào danh sách đề nghị, xem bạn có lời đề nghị nào không. Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng. Ở đây mình có 2 đề nghị, một là đề nghị đi làm thuê, hai là đề nghị đi thuê đất. Sẽ có tự giới hạn về thời gian, yêu cầu về công việc và phần thưởng. Sau đây mình cùng nhau thu hoạch. Ngoài ra, người chơi cũng có thể kiếm tiền bằng cách stake đồng lắc để nhận được cổ tức. Chúc mừng, ở đây mình của mình là thu hoạch tuyệt vời, tức là mình đã dự đoán đúng xu hướng. Mình sẽ hướng dẫn các bạn stake đồng lắc như thế nào. Các bạn vào trang web chính của Lulu Market, click vào stake. Một khi bạn đã stake xong thì bạn sẽ có thể nhận trực tiếp tất cả những cái cổ tức của mình từ việc stake đó. Nhận thành công. Thật tuyệt phải không? Cảm ơn mọi người đã chú ý. Chào mừng mọi người đến với Lulu Market. Mong mọi người sẽ có những trải nghiệm chơi game vui vẻ cùng với Lulu Market.